Ôi giời ơi, bà Hiền ơi, kéo khóa kìa, không kéo kìa. Khóa đâu đây, đoàn chúng em đây đang tham quan Đại Nam. Cảm ơn chị Hằng đã miễn phí tất cả các dịch vụ. Hương Hằng máy đấy, tuyệt vời. Đi đấy qua kia qua biển nhá. Hướng phải đây qua biển này. Chiều chiều rồi tắm. Biển nhân tạo nhá. Đại Nam có biển nhân tạo. À, do đi em đang quay chút xíu. Mọi người ơi, đi thăm Đại Nam này, chị Hằng miễn phí tất vào cổng và tất cả các dịch vụ ngày 29, mùng 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10 nhá, trong 4 ngày đó thôi. Ai mà không đi thì là hết ngày miễn phí, không được miễn phí nữa đâu. Đứng đây đi. Đứng dưới đây trời.